Kyle Diệp xin hân hạnh chào mừng quý khán giả một lần nữa đến với kênh YouTube TD Broadcasting. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 3 Tây tháng Giêng năm 2021. Đáng lẽ ra cũng không có định làm một cái video trong ngày hôm nay, nhưng mà sáng sớm khi mà chúng tôi có cái cơ hội để mà đọc báo thì đã thấy được một cái bản tin rất là thú vị. Không biết là vì lý do gì, nhưng mà tờ Washington Post, một tờ báo, nếu mà phải công nhận rằng đây là một tờ báo mà thường xuyên châm chích Tổng thống Donald Trump. Nhưng trong cái bản tin này, không biết là ai đưa cho họ, mà họ đã lấy được một cái đoạn thu âm khoảng gần 5 phút của một cái cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump với hai nhân vật trong chính quyền của tiểu bang Georgia, đó là cái ông Brad Raffensperger, người đứng đầu hệ thống bầu cử của tiểu bang Georgia, và người luật sư của ông Brad Raffensperger, đó là ông Ryan Germany. Ba người này, đó là Tổng thống Trump, ông Brad Raffensperger và cũng như là ông Ryan Germany, đã có một cái cuộc điện đàm kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Trong ngày hôm qua, đó là ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng Giêng, thì ba người này đã có một cái cuộc điện đàm rất là dài. Không biết là những cái chi tiết khác nó như thế nào, nhưng mà tờ Washington Post chỉ có tải ra hay là đưa lên khoảng một cái đoạn thu âm 4 phút thôi. Có nghĩa là họ nghĩ rằng là những cái phần nào mà quan trọng nhất đó, thì họ cắt xén ra rồi họ ráp thành lại một cái phần audio 4 phút. Thì sau đây chúng tôi sẽ lướt qua cái việc mà gọi là chia sẻ nói chuyện giữa Tổng thống Trump và hai cái nhân vật tại tiểu bang Georgia này, rồi sau đó thì mình sẽ vô cái phần mà gọi là nhận định và cũng như là bình luận và trao đổi với quý khán giả. Thì xin quý vị nhẫn nại để mà lướt qua những cái phần này với tôi trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tổng thống Trump đã nói như sau bằng tiếng Anh, thì chúng tôi xin phép dịch lại bằng tiếng Việt cho quý đồng hương nào mà không có muốn nghe tiếng Anh, chỉ muốn nghe tiếng Việt thôi. Thì chúng tôi xin mạn phép rằng là phiên dịch theo cách mà chúng tôi đọc được từ ở trên giấy tờ. Ông Trump đặt câu hỏi này với hai cái nhân vật ở tại tiểu bang Georgia như sau. Hiện tại có thể chuyện này xảy ra không? Chuyện này là cái việc có rất nhiều lá phiếu tại quận hạt Fulton County đã bị cắt xén. Đây là một cái rumors, một cái lời đồn mà chúng tôi đã nghe được. Và tôi cũng nghe rằng là công ty Dominion đã lấy đi tất cả các dụng cụ thiết bị bầu cử của công ty này. Hai ông có biết gì về việc này hay không? Đó là cái câu hỏi mà Tổng thống Trump dành cho hai nhân vật ở tại tiểu bang Georgia. Sau đó thì ông Ryan Germany, cái người luật sư đại diện cho văn phòng bầu cử của tiểu bang Georgia, cho biết rằng là không, công ty Dominion không có di dời bất cứ máy móc dụng cụ bầu cử gì ra khỏi quận hạt Fulton County cả. Kể đến, Tổng thống Donald Trump hỏi tiếp, như vậy thì họ có thay đổi những cái máy memory card hay là những cái phần mềm hay là những cái linh kiện gì trong những cái thiết bị bầu cử hay không, và thay nó với những cái linh kiện khác? Ryan Germany trả lời, không, tôi chắc chắn rằng là họ đã không có làm cái việc này. Kế đến nữa, thưa quý vị, Tổng thống Trump phát biểu như sau. Ông nói rằng là các ông nên muốn có một cái cuộc bầu cử nó công chính liên minh, nhất là ông là một người đảng Cộng hòa. Lúc này thì Brad Raffensperger mới trả lời, chúng tôi tin tưởng rằng là chúng tôi đã có một cái cuộc bầu cử công chính liên minh, tiếng Anh nó gọi là một cái accurate election. Tổng thống Trump đáp lại ngay lập tức, ông nói rằng không, ông không có một cái cuộc bầu cử công chính liên minh. Ông đã đếm sót và sai sót vài trăm ngàn lá phiếu.
Ông biết là họ đã làm gì, nhưng ông đang đứng ngơ trước cái việc đó. Đây là tội hình sự, và ông không thể nào để chuyện này nó xảy ra. Đây là một cái nguy hiểm rất lớn với ông, cũng như là với Ryan, luật sư của ông. Họ đang cắt đi rất nhiều các lá phiếu, theo ý kiến của tôi, dựa theo những gì mà tôi đã nghe được. Tổng thống Trump nói tiếp. Nghe đây, tôi chỉ muốn ông làm việc này. Tôi chỉ muốn kiếm được 11.780 lá phiếu. Đây là con số hơn một phiếu mà chúng tôi cần có được để mà thắng cuộc bầu cử tại tiểu bang này. Thưa quý vị, nói tới đây thì chúng tôi xin ngừng lại để mà chúng tôi giải thích cái câu phát biểu này của ông Trump. Tại sao ông Trump muốn Brad Raffensperger phải kiếm cho ông thêm 11.780 lá phiếu? Tại vì thưa quý vị, nếu quý vị thấy cái bản phân tích này, hiện nay đó, cái kết quả chứng nhận của tiểu bang Georgia cho biết rằng là ông Joe Biden có được 2.473.633 lá phiếu phổ thông. Tổng thống Trump có được là 2.461.854 lá phiếu phổ thông. Cái sự chênh lệch giữa hai người mà ông Biden đang dẫn đầu đó là 11.799 lá phiếu. Ông Biden đang hơn ông Trump về phiếu phổ thông ở tiểu bang Georgia là 11.799 lá phiếu. Cho nên vì như vậy, Tổng thống Trump đã kêu gọi, đã làm khó, đã ép buộc, không cần biết là quý vị chúng ta dùng cái từ ngữ gì. Tổng thống Trump đang kêu gọi là các viên chức bầu cử Cộng hòa tại tiểu bang Georgia phải kiếm cho ông thêm được 11.780 lá phiếu. Tại vì nếu mà ông có được thêm 11.780 lá phiếu thì ông sẽ hơn Joe Biden đúng một lá phiếu phổ thông ở tại tiểu bang Georgia. Và theo luật bầu cử, chỉ cần thắng đúng một phiếu hay là thắng hơn thì sẽ lấy trọn tất cả các phiếu cử tri đoàn tại tiểu bang Georgia. Chúng tôi xin giải thích cái việc đó cho quý khán giả. Tổng thống Trump nói tiếp. Ông Brad, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta đã thắng cuộc bầu cử này và nó không công bằng khi mà nó bị cướp đi khỏi tay của chúng ta. Cái việc này nó sẽ tốn kém và hao tốn, và nó sẽ rất là đắt tiền trong nhiều cái ý nghĩa. Tiếng Anh chúng tôi xin gọi rằng là and it is going to be very costly in many ways. Một số người cho rằng đây là một cái cách hăm dọa, nhưng mà nói theo cái nghĩa bóng nghĩa gió đó. It is going to be very costly in many ways. Costly đây là nó sẽ tốn kém, nó sẽ đắt tiền trong nhiều phương diện. Thì bây giờ chưa chắc là nó hẳn về vấn đề tốn kém, về vấn đề tiền bạc tài chính. Nhiều khi cái nghĩa costly ở đây, cái nghĩa tốn kém ở đây, cái nghĩa đắt tiền, đắt đỏ ở đây là nó tốn kém về cái vấn đề gọi là uy tín chính trị của cái người cá nhân này, của cái cá nhân đó, cá nhân kia. Tổng thống Trump tiếp lời. Tôi nghĩ rằng là ông nên tái kiểm soát lại những lá phiếu này. Và ông nên tái kiểm soát lại các lá phiếu này và dùng những người nào mà thật sự muốn kiếm ra cái câu trả lời. Đừng dùng những người nào mà không muốn kiếm câu trả lời. Cái nghĩa đó là cái gì thưa quý vị? Cái nghĩa đó rằng là tái kiểm phiếu là một chuyện, nhưng mà ông Trump ông không có hài lòng, tại vì trước đây những cái người mà tiểu bang Georgia dùng để mà phụ trách cái việc mà gọi là re-examination hay là audit đó, không kiếm được cái bằng chứng gian lận gì cả. Cho nên là Tổng thống Trump ám chỉ rằng là phải dùng những người nào mà phải tìm ra được những cái vấn đề gian lận, những cái vấn đề mờ ám thì mới dùng những người đó.
Ông Brad Raffensperger tiếp lời, ông nói rằng: thưa Tổng thống, ông đã có người nộp vô những hồ sơ và thông tin. Chúng tôi cũng đã có người nộp vô những hồ sơ và thông tin. Và những hồ sơ và thông tin này đã được trình bày trước tòa án và tòa án cũng đã có một kết luận. Chúng tôi tin tưởng vào những con số của mình. Những con số đây là những con số phiếu bầu cử đó. Và chúng tôi tin tưởng rằng những con số của chúng tôi là chính xác. Đó là cái câu trả lời của ông Brad Raffensperger. Tổng thống Donald Trump đáp lại, ông nói rằng theo luật lệ, ông không có quyền đưa cho tôi những kết quả bầu cử sai lệch. Ông đã làm chuyện này với một cái người tổng thống. Có rất nhiều người sẽ không đi bỏ phiếu. Và có rất nhiều người sẽ đi bỏ phiếu negative, giống như là đi bỏ phiếu mà không có bỏ phiếu, coi như họ chỉ điền tên vô mà họ không có bỏ phiếu ứng cử viên nào đó. Nói rằng là có rất nhiều người sẽ đi bỏ phiếu về vấn đề âm tính. A lot of people are going to vote negative. Có rất nhiều người sẽ đi bỏ phiếu âm tính vì họ rất ghét những chuyện gì mà ông đã làm với tổng thống của họ. Ông nên tôn trọng và ông sẽ được tôn trọng. Chỉ cần là ông giải quyết cái vấn đề này trước cái kỳ bầu cử. Ông có một cuộc bầu cử rất lớn sẽ diễn ra vào thứ ba này. Thưa quý vị, đó là tóm tắt một phần nhỏ của cái cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và hai viên chức bầu cử của tiểu bang Georgia. Thì dĩ nhiên rằng là nhiều người khi mà nghe đến cái đoạn video này, cái đoạn audio này, cái đoạn thu băng này, họ sẽ có nhiều cái kết luận khác nhau. Một trong những cái kết luận mà chúng tôi thấy được từ tờ Washington Post, thì tờ báo này cho rằng là trong cái cuộc điện đàm này, với những cái từ ngữ lời lẽ mà Tổng thống Trump sử dụng, nó có vẻ như rằng là nó đang muốn áp lực các viên chức Cộng hòa tại tiểu bang Georgia phải kiếm cho ông thêm 11.780 lá phiếu để mà cho ông vừa đủ để mà thắng ông Joe Biden. Áp lực, ép buộc các viên chức bầu cử sẽ phải làm như vậy. Và nếu mà không làm, thì họ phải trả một cái giá rất là đắt. Nếu mà không làm, thì Brad Raffensperger, cũng như là cái người luật sư của ông Ryan Sherman, và nhiều khi rằng là quý vị thấy rằng trong thời gian qua Tổng thống Trump cũng nhiều lần chỉ trích thống đốc Brian Kemp là nếu mà họ không làm chuyện này, không làm chuyện kia, không làm đúng theo ý của Tổng thống Trump, thì cái giá họ trả phải rất là đắt. Đó là một cái khía cạnh nhìn từ một bên, ví dụ như là từ tờ Washington Post. Tôi cũng đoán rằng là đối với những fan mà gọi là fan cứng, fan coi như là nòng cốt của Tổng thống Trump đó, thì có thể là quý vị cho rằng là cái đoạn thu băng này nó cũng bình thường thôi, nó không có gì đáng nói cả. Tổng thống Trump thì đang muốn coi như là đi vận động tranh cử cho mình, thì ông phải nói những cái điều đó với cái người nhân viên tổ chức bầu cử. Thì cái chuyện đó đối với quý vị, những người nào ủng hộ ông Trump đó, thì chắc quý vị cho là đó là cái chuyện bình thường. Thì đó cũng là một cái cách nhìn. Bây giờ thì xin quý vị, bây giờ để cho tôi chia sẻ cái cách nhìn của tôi đối cho với quý vị nghe. Quý vị thấy có một điều là nó hơi đáng để chú ý. Cái đoạn thu âm này chắc là phải do văn phòng bầu cử tiểu bang Georgia rò rỉ ra với tờ báo Washington Post. Tại vì tôi không nghĩ rằng là bên ông Trump đưa cái đoạn thu băng này ra cho những tờ báo, nhất là những tờ báo mà ông cho rằng là những tờ báo thiên tả. Tại vì từ trước đến giờ ông Trump rất là ghét tờ Washington Post.
thì mình đoán thôi, mình đoán đây là mình đoán dựa theo những cái quá khứ mà mình có thể có những cái suy đoán, thì chắc rằng là nếu mà ông Trump không có leak, không có rò rỉ cái đoạn audio này ra, thì cái người còn lại mà còn có được một cái bản sao của cái audio này, chắc là Brad Raffensperger đã rò rỉ ra cho The Washington Post. Cái đó là một cái sự suy đoán. Cái việc thứ hai mà chúng tôi thấy cũng đáng chú ý rằng là thông thường đó, trước khi mà mình thu băng, trước khi mà mình thu băng hay là thu âm ai đó trong một cái cuộc điện đàm đó, thì theo cái kiến thức của tôi, thông thường là mình phải nên báo cho đối phương biết là mình đang thu băng họ. Thì trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng là chắc Tổng thống Trump phải biết rằng là cái cuộc điện đàm này đã được thu âm lại, hay là trước khi ông nói chuyện thì ông cũng biết rằng là đang được thu âm. Nhưng mà tại sao ông vẫn có những cái lời lẽ như vậy? Thì cái đó là một cái điều mà chúng ta không có thể, tới giờ phút này chúng tôi không có suy đoán được là tại sao mà Tổng thống Trump lại đồng ý để cho người khác thu băng mình trong một cuộc điện đàm như vậy. Thì sáng sớm giờ tôi có thắc mắc, nhưng mà tôi mới nhớ lại rằng, nếu mà quý vị còn nhớ, trước ngày bầu cử vào ngày 3 tháng 11 thì tác giả Bob Woodward cũng đã tung ra một cái cuốn sách viết về cái cuộc điện đàm, nhiều cuộc điện đàm của ông với lại Tổng thống Donald Trump trong suốt một cái thời gian ở năm 2020. Thì trong những lần nói chuyện qua điện thoại, ông Bob Woodward cũng nhiều lần báo trước rằng là tôi sẽ bấm cái nút thu âm rồi sau đó mình mới nói chuyện. Mà Tổng thống Donald Trump vẫn để cho ông Bob Woodward thu băng mình. Và ông cũng nói chuyện một cách tỉnh bơ. Ông không có dè dặt gì hết trong cái việc nói chuyện của ông. Và dĩ nhiên là sau đó thì những cái đoạn thu băng đó đã được sử dụng làm tài liệu để mà viết sách. Thì bây giờ chắc có lẽ là cũng như vậy. Là Tổng thống Trump không có ngại cái việc là bị người khác thu băng. Nhưng mà ông không có ngờ rằng là những cái điều mà ông nói nó có thể khiến người ta ngộ nhận là những chuyện gì mình nói, những chuyện gì mình đang kêu gọi người khác làm có thể ảnh hưởng đến cái cách mà giới truyền thông hay là người dân nhìn mình với một cái tư cách như thế nào. Thật sự thành ra tới giờ phút này tôi vẫn thấy làm rất là ngạc nhiên là Tổng thống Trump đồng ý cho người khác, đối phương thu âm cái cuộc nói chuyện. Quý vị biết rằng là trong cái cuộc điện đàm này đó, về phần của ông Brad Raffensperger, ông rất là thận trọng. Tại vì khi mà ông nói chuyện với một tổng thống thì ông cũng ngại chứ. Cho nên rằng là khi mà ông nói chuyện trong một cái conference call như vậy, ông cũng đã mời luật sư đại diện cho ông tham gia vô. Để mà có gì đi thì cái người luật sư đó sẽ làm một cái người gọi là cái người chứng, hay là cái người luật sư đó sẽ đóng cái vai trò là cái người witness ở trong cái cuộc điện đàm này. Thì cái đó là thấy là một cái điều khéo léo về vấn đề pháp lý của Brad Raffensperger. Tôi rất là ngạc nhiên là tại sao mà ông Donald Trump không mời một cái người khác ở bên tòa bạch ốc, ví dụ như là chánh văn phòng hay là luật sư của tòa bạch ốc Pat Cipollone tham gia vô trong cái cuộc điện đàm này. Thì thưa quý vị, đúng hay sai đó thì tùy cái sự nhận xét của mọi người, nhưng mà trong cái cuộc audio một khoảng chừng 4 phút này, cái điều mà nó làm cho chúng tôi phải chú ý nhiều nhất chỉ có hai chuyện thôi, thì chúng tôi xin quay lại với hai chuyện đó. Cái vấn đề là sao là dùng cái chữ rằng là this is gonna be very costly, nó đang ám chỉ rằng là người nào đó phải trả một cái giá rất là đắt. Không biết quý vị có đồng ý với cái sự nhận xét của tôi hay không. Tôi xem đây rằng là một cách nói bóng nói gió để mà cho đối phương biết rằng là ông sẽ trả một cái giá rất là đắt. Đó là cái ý kiến của tôi. Tôi xin mời quý vị chia sẻ về cái sự nhận định này, để mà cho chúng tôi biết rằng là Tyler Diệp nghĩ đúng hay là nghĩ sai, hay là suy đoán có đúng hay là sai. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi chú ý đó là, thưa quý vị, ông Trump rõ ràng là ông đã biết được là ông đang
bị dẫn đầu bởi 11.799 lá phiếu. Cho nên rằng là ông nói một cách rất là tỉnh bơ, ông nói rằng là làm sao mà phải kiếm cho ông thêm được 11.780 lá phiếu. Cái đó là một điều khiến tôi rất là chú ý, là tại vì phiếu bầu là của người dân đi bỏ phiếu. Bây giờ đi lấy đâu ra thêm 11.000 đi lấy đâu ra thêm 11.780 lá phiếu đó để mà cho tổng thống có thể hơn đối thủ dân chủ của mình một phiếu. Cái đó là một cái điều mà tôi nghe xong tôi cũng hơi lắc đầu. Thì thưa quý vị, để cho chúng ta công bằng và đối chiếu đó, thì chúng tôi cũng xin mời quý vị cho chúng tôi biết về cái quan điểm của quý vị như thế nào khi mà Tổng thống Trump nói với lại hai nhân viên bầu cử này là họ phải kiếm cho ông thêm 11.780 lá phiếu để cho ông có thể thắng ông Joe Biden đúng một phiếu. Về vấn đề mà gọi là minh bạch trong phần mà là tường trình tin tức với quý vị đó, thì sau cái phần này, xin mời quý vị nghe cái đoạn audio bằng tiếng Anh mà chúng tôi đã có được. Thì quý vị nghe xong rồi thì quý vị sẽ tự có cái đánh giá về cái cuộc điện đàm này mà đã được rò rỉ ra trong sáng sớm ngày hôm nay, khi mà ông Trump, Brad Raffensperger và Ryan Germany đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ vào ngày hôm qua. We have won this election in Georgia based on all of this, and there's nothing wrong with saying that, Brad. You know, I mean, the people of Georgia are angry, and these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry. The people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that. You know, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Now, do you think it's possible that they shredded ballots in Fulton County? Because that's what the rumor is. And also that Dominion took out machines. That Dominion is really moving fast to get rid of their machinery. Do you know anything about that? Because that's illegal. No, Ryan Germany. No, Dominion has not moved any machinery out of Fulton County. We're having have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts? No. You sure, Ryan? I'm sure. You should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, you don't have. Not even close. You're off by hundreds of thousands of votes. You know what they did, and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk. But they are shredding ballots, in my opinion, based on what I've heard, and they are removing machinery, and they're moving it as fast as they can, both of which are criminal fines, and you can't let it happen, and you are letting it happen. You know, I mean, I'm notifying you that you're letting it happen. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. So tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. And I think you have to say that you're going to reexamine it, and you can reexamine it, but reexamine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. For instance, I'm hearing Ryan, and he's probably, I'm sure, a great lawyer and everything, but he's making statements about those ballots that he doesn't know. But he's making them with such, he did make them with surety, but now I think he's less sure, because the answer is they all went to Biden. And that alone wins us the election by a lot.
you know. So. Mr. President, you have people that submit information, and we have our people that submit information, and then it comes before the court, and the court then has to make a determination. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right. Well, under law, you're not allowed to give faulty election results, okay? You're not allowed to do that, and that's what you've done. This is a faulty election result. And honestly, this should go very fast. You should meet tomorrow because you have a big election coming up, and because of what you've done to the president, you know, the people of Georgia know that this was a scam. And because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote. And a lot of Republicans are going to vote negative because they hate what you did to the president, okay? They hate it. And they're going to vote. And if you would be respected, if really respected, if this thing could be straightened out before the election. You have a big election coming up on Tuesday. Thay lời một lần nữa, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu mà quý vị chưa có cái cơ hội để mà subscribe vào trong kênh TD Broadcasting, xin quý vị vui lòng bấm cái nút ở dưới đây, bấm luôn cái chuông. Để mà khi nào chúng tôi có những video mới, quý vị sẽ được thông báo ngay lập tức. Xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị lại vào một cái video của kỳ tới.